Nhớ Haseo, chào các bạn. Chúng ta cùng đi tiếp đến bài ngữ pháp cơ bản bài 12 trong giáo trình tiếng Hàn tổng hợp các bạn nhé. Bài số 12 chúng ta có các ngữ pháp như là eke, hante và ke, chiman và uryoko hata. Rồi chúng ta cùng đến bài đi vào bài cụ thể nhé. Eke, hante và ke có nghĩa là cho ha. Eke chúng ta thường có cấu trúc là động danh từ này, eke chu ta, cho ai đó cái gì, thường sử dụng trong văn viết và văn nói đều được. Còn han the chu ta thường là dùng trong văn nói giao tiếp thôi ha, chúng ta không dùng trong văn bản. Danh từ ke tu ri ta, kính ngữ, kính trọng ha. Ke là kính ngữ của eke, dành cho người lớn tuổi, người mà chúng ta tôn kính. Tu ri ta là kính ngữ của chu ta. Chúng ta có ví dụ oje chonyeokke ransi eke email을 보냈습니다. Tối hôm qua tôi đã gửi email cho Lan, hoặc là cho cô Lan, hoặc cho bạn Lan ha. Hoa si han thề. Cái này là chúng ta đang dùng văn nói rồi. Chúng ta đang dùng văn nói các bạn nhé. Hoa si han thề. Chuyển hoa rin hết xin gì ta. Khi mà chúng ta đang nói chuyện, chúng ta nói câu này đi. Tôi đã gọi điện thoại cho Hoa rồi. Tôi đã gọi điện thoại cho Hoa rồi ha. 우리는 선생님께 편지를 썼습니다. Chúng tôi đã viết thư cho giáo viên. Chúng tôi đã viết thư cho giáo viên. Giáo viên người chúng ta kính trọng nên chúng ta sẽ dùng 께. 께. 우리는 선생님께 편지를 썼습니다. Các bạn nhớ lại ba trường hợp ha. Eke chuta dùng trong văn viết và văn nói. Hante chuta chỉ dùng trong văn nói thôi. Còn ke với tư đi ta hoặc là với động từ bình thường thôi như là sư ta, là sosunita thôi cũng được. Nhưng mà đối tượng mà chúng ta dành cho là những người mà chúng ta kính trọng, tôn kính các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sang ngữ pháp chiman, có nghĩa là nhưng. Vị tố liên kết sử dụng khi nội dung câu sau trái ngược với nội dung của câu trước. Nhưng mà ha, như thế nào đó, nhưng. 내 동생은 키가 크지만 나는 키가 작습니다. Em tôi thì cao lớn, còn tôi thì nhỏ con. 키가 크다 là cao lớn to con. Còn khi ca chạc tà là nhỏ con hoặc là thấp lùn nha. 한국어 공부는 어렵지만 재미있어요. 한국어 공부 việc học tiếng Hàn Quốc thì khó nhưng mà thú vị. 잊지 말을 사고 싶지만 tôi muốn mua cái váy này nhưng 돈이 없어요. Tôi không có tiền. 치만 cấu trúc này cũng đơn giản, các bạn hơi gắn sau tính từ hoặc là động từ rồi nó thể hiện cái nghĩa là trái ngược vế trước như thế nào nhưng vế sau của nó bị trái ngược lại các bạn nhé. Rồi chúng ta sang cấu trúc thứ ba, uryoko hata. Cấu trúc này cô sẽ nói hơi nhiều ha. Uryoko hata định làm hoặc là muốn làm, được gắn vào sau động từ để biểu hiện ý định của người nói. Động từ mà kết thúc bằng nguyên âm hoặc là phụ âm rion thì chúng ta kết hợp với ryoko hata. Động từ mà kết thúc bằng phụ âm thì chúng ta kết hợp với ư ryoko hata. Rồi, chúng ta cùng đi vào các cái ví dụ ha. Kata, động từ đi.
가려고 하다 먹다 động từ ăn 먹으려고 하다 먹다 các phụ âm khi giấc ha chúng ta đi với 으려고 하다 먹으려고 하다 주다 주려고 하다 cho hoặc là đưa cho 주려고 하다 사다 là gì mua 사다 사려고 하다 쓰다 động từ viết hoặc là sử dụng 쓰려고 하다 쓰다 nó còn một nghĩa nữa có nghĩa đắng nha vị đắng á nhưng mà trong trường hợp dùng với 으려고 하다 thì chúng ta chỉ dùng ở hai trường hợp là động từ sử dụng hoặc là viết cái gì ha 배우다 học 배우려고 하다 định học 다니다 다니다 다니려고 하다 định đi 전화하다 전화하려고 하다 định gọi điện thoại 여행가다 여행가려고 하다 định đi du lịch 찾다 찾으려고 하다 định tìm kiếm cái gì ha 씻다 씻으려고 하다 định rửa 살다 sống 살려고 하다 살려고 하다 định sống hoặc muốn sống như thế nào ha 살 muốn sống ở đâu Hàn Quốc kế 살려고 합니다 định sống ở Hàn Quốc muốn sống ở Hàn Quốc chẳng hạn ha. Rồi chúng ta đã đi qua một loạt những cái từ gốc, động từ gốc với lại cách kết hợp với 으려고 하다 rồi. Đương nhiên là nó sẽ không đầy đủ đâu. Nhưng mà là cách để giới thiệu sơ cho các bạn cách nguyên tắc để ghép với động từ như thế nào ha. Chúng ta có ví dụ 겨울 옷을 사려고 해요. 겨울 옷 là gì bạn nhỉ? Quần áo mùa đông. 겨울 옷을 사려고 해요. Tôi muốn mua quần áo mùa đông. 이번 방학에는 영어를 배우려고 합니다. 방학 là gì các bạn nhỉ? Kỳ nghỉ. Vào kỳ nghỉ này, e là đứng sau cái danh từ chỉ thời gian địa điểm đúng không ạ? Nên ở đây nghĩa là nhấn mạnh cái thời điểm này lên ha. Vào kỳ nghỉ lần này. 영어를 배우려고 합니다. Tôi định học tiếng Anh vào kỳ nghỉ lần này. 형한테 전화하려고 합니다. 형, anh trai, 한테 chúng ta vừa học ở trên ha. Cho, tôi định gọi điện thoại cho anh trai. Hoặc là tôi muốn gọi điện thoại cho anh trai. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua ba ngữ pháp tiếp theo của bài số 12. Ê kê, hàn thê và kê. Động từ cộng với chiman hoặc là tính từ với chiman. Động từ cộng với 으려고 하다 muốn làm gì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài hôm nay. Các bạn nhớ nhấn nút like, share và các bạn để lại những góp ý ở dưới cho mình với nhé. Cảm ơn các bạn. 감사합니다.